đây bông này bông. Này hái được hết rồi hả chị? Được, hôm nay đây hết chín hết rồi đó. Hết rồi phải không? Cái nào cũng hái được hết rồi. Cái nào cũng hái cũng được hết. Em hái hết luôn ha. Bữa hai là chín hết rồi. Dạ. Giật cái nước rồi, kêu nó là đang cái mầm nữa thì chứ cũng đóng không mệt lắm. Dạ. Ngày đây cứng đi hả trời. Mấy thằng mở mặt đâu này nè đó. Con bự á. Tính ra có 110 mấy mét, 18 mét à. Đây, nó hấp thụ được hết những cái tinh hoa để vậy nó bị với là nước nhiều quá nè, nước nhiều quá quá trời muối luôn á chị, không có thấy sơ luôn á trời, nó manh nó rồi thử ăn đi, thử ăn đi. Ủa không biết có là em trồng hộp nó lên mà trồng hộp mình làm mình ấy lên lên mà để nguyên cái bao này nè, để nguyên cái này nè, một hộp nó nhỏ rồi không? hộp nó mới nhỏ, còn mình lột ra vậy á chú lúa vậy mình trồng không có mình để nguyên cái này nè, để nguyên cái bao này nè, là mấy bốt cái hộp nó sẽ nhỏ, những hộp nó nhỏ vậy đó. Còn mình lột ra mít ướt ngon vậy luôn, còn mình hái lột ra là nó cái hộp nó bự lắm. Ngon ghê. Thơm ghê. Uống nữa trái gì chứ mua về đó nó có mấy muối à. Mấy muối à. Trời hẩm em mua về không có muối nào luôn. Đúng hả? Còn sơ. Ăn lát nó bụng. Ăn lát nó bụng luôn. Ăn lát nó bụng luôn. Ngon ghê ta. Nó bụng nó là cơm. Mấy trái kia muối bự lắm.
Con này trái nhỏ, muốn nó nhỏ. Muối họ có lép không? Em về nha chị. Vô đây. Năm sau ghé lại. Rồi. Năm sau ghé lại. Nói rồi. Trời ơi, nặng lắm. Nặng lắm á. Giờ chị quên đi. Rồi. Cảm ơn chị nghe. Rồi. Mít ướt hả? Ừ. Ướt ngọn con. Ngọt lắm. Tương sẻ trái khác thôi chứ là khác nó bị ôm cái này hả không? Mấy cái trái này sao không trẻ, ta lấy mà. Đó có trẻ vậy á. Trẻ xui á. Trẻ xui á. Trẻ gì nó công bằng. Đúng á. Đó, thiếu luôn. Tôi dễ lắm mà. Mở hàng mày. Mẹ bà mày. Con bạc luôn. Lúc rồi trẻ cái gì ta mua chứ. Nửa trái này đi, trái nhiều quá không hết. Ăn không? Thì thôi nửa trái này. Ngon nè, thấy chưa? Đó. Cái này mới gọi là ngon nè. Đó, không có miếng sơn luôn, thấy không? Dạ. Bữa nào mà có tiền rồi lại là giả chị này cũng được. Ở nhà nhỏ nè. Quán giao kìa. Có đâu kia nó. Đổ mua trái hay trái ăn không? Là một. Ai một. Lấy cái nào? Lấy lại giá. Nguyên mới bán nè. Bỏ mà đi Nguyên. Nguyên mới bán hả? Dễ em đi bán. Đi bán mất chứ thì bán mất xẻ. Dạ. Mẹ thấy tại sao không có kinh nghiệm. Mẹ tại chỗ mà. Mẹ nói rồi trái này nè. Cứng quá à. Ừ, trái này nè. Làm sao? Trái này ngon nè. Thôi. Tôi đem về đi. Sao trái này nó ướt. Sao đem về nấu á. Nương. Cái trái này nó chín ướt luôn này sao không lấy. Trái sẽ gọi đó. Không phải mít ướt nó là dễ. Mít ướt nó mềm vậy đó ông ơi. Trái này đi, trái này đi. Mình ướt nó mềm vậy đó, đúng rồi. Miếng này như chung chứ đâu, chẳng lấy ra được. Cô lai quá rồi mày. Miếng này miếng đó chung kìa, lấy miếng đó đi. Miếng này với đời nó chung đó, lấy miếng đó được rồi. Đi tiếp. Cái này vô, vậy không? Ờ, đưa có 20 đi. 3 kia. Đây là 12 chục. Đưa 2 chục đi, đưa em 5 chục đi. Đưa 2 chục đi. Cô. Đào thải nó cái nào không anh? Cô, 28, 24 28 rồi. Từ cái 2 ngàn, ngoài 3 ngàn. Cô mua đó hả? 22 ngàn. Cô mua này hả? Này chế này nha. À, ở bên hông có bị đứng không? 46 34, 32 32 ngàn rồi. 32 với 4 là 36. Đấy là 35 hả? Nhiều hơn mà 22. Cái này. Ủa bình thường có
ôm vậy luôn hả? Tôi quên chạy. Ê mà xẻ quần tôi luôn đây được không? Hả? Không hết. Thôi tiền bà này cái. Cho bà về cái. Bà khó gì hết. Tôi vô quá trời. Trời. Bà trẻ làm hai. Thank you.
hơn 6 kg luôn ghê. Biết sao tại vì muối không á, các bạn mấy con trái này cũng đi trời ơi, không hết đâu, cho bà con cho sáu mà trời ơi, vậy thôi lấy hết, lấy giá rẻ nha.
mâm mâm thôi. Muối dữ ta. Ngọt dữ thật trời.
Thank you.
Thôi, sức khỏe. Ngon lắm cô, thấy ít đi chị. Này mới ngon nè, cũng tự nó có ngon. Cái nhỏ này mới ngon nè. Lấy cho thằng Dương á.
giỏng 35.000 một cái, ba cái giỏng 100.
cơm á, ăn cơm lá sen nè. Cho con nè. Nè, cái này cho con. Con múc con ăn đi nè. Thử ra nha. Ngon không? Nè con tự múc đi. Con khát nước quá à. Đợi xíu cô chờ con uống nước. Hay quá à, cái cầm đũa hay quá à. Út giỏi nhất nhà. Gắn lên tóc mà.
Thank you.
vậy? Con chay để bao nhiêu con? Bán 40.000 bán mua đi. Và cái bán 40.000 đó. Con liếm có đạo gì không ta? Thank you.
chưa đủ. Đi đây. Thank you.
rồi, mưa rồi. Chạy thôi. Mưa hoài vậy trời. Ok. Ngon rồi. Thanh mát mát.
Hỏi nữ hoàng ngon ghê. Thank you.
trời ơi. Mày ưu nhiên, nó có đứa nhỏ ba trái giờ tắm luôn á. Về bà nó tiêu. Hai đứa mua gì vậy? Anh nội không? Ủa? Ừ. Nội nổi ngon lắm. Ủa 17 nữa. Ờ. Thử cho thử cho. Thử sao? Bỏ bán sao vậy? 17. Rẻ ngàn ký hả? Ngọt lắm. Chị
Thank you.
quá, đói bụng quá. Cay quá. Nổi thôi. Nổi không có ruột luôn trời. Thôi lấy hoàng ngọt kia trời. Gian 20 tên đỏ rồi đó. Thank you.
rụng dữ trời. Ngay à. Tưởng ngọt mà cay muốn chết. Đủ bán rồi, về thôi. Thank you.
trời đó. Mới hái vậy chị? Ừ. Mới hái dưới giường đem lên luôn á chị. Nhiêu vậy? 25 ngàn. Vâng nha. Mấy cân rồi? Chắc 2 ký gì?
Thank you.
mâm thôi. Lâu lắm rồi mới ăn cà tím ôm ngon ghê chà. Ăn miếng lá lốp coi. Quýt đường ngọt ghê trời. Chim hót hay dữ trời.
Trời dữ trời. Ghê quá trời. Thank you.
con rồi. Chết không nhắm mắt luôn.
vàng nữa. Ăn cái này chắc đẹp da lắm ta.
có cố chạy luôn. Cái đó là 2 kg là 2,5 kg. Cái này là non. Cái này là 2 kg. Cái này là cái này. Cái này nó rẻ mà chay vô nó ngon. Lấy đây cho anh, lấy đây. Ra vô con ơi. Thank you.
ăn tô to hay tô nhỏ? Ờ, con muốn xin giống chị Thảo. Ờ, ăn nhỏ có nè. Có hỏi mấy tô đi. Okay. Chút xin giống chị. Con canh không? Ăn cái đó hả? Ăn nước tương ha. Ăn nước tương. Nước mắm cay được không? Cho chị Thảo. Cay không? Hay không cay? Cay. Cay. Ơi. Cay cao. Cay con hả? Con ăn bún nha. Măng ngon lắm. Măng ngon ha. Cô mày nói. Ủa cô nói ai vậy? Nói là như vậy cô mày. Cái này như lê xuống. Măng mặn tôm á. Mây gì đâu mà từ lá cũng có gai nữa trời. Lá trái thân gì cũng có gai. Trời ơi ngọt ngay rồi ta. Ây da. Ý trời ơi, ở đây cũng có cái nè.
ra như làm trong cái trời. Nói chứ lấy em kỹ nè. Nó vừa giống sầu riêng vậy thầy cứ lấy vạt mấy trái bự rồi lấy. Cháo dùng á.
Rồi hết đó nhiêu? Để mấy cái bự luôn. Hai đứa. Lớn không? Ừ, lớn rồi, học đại học. Đi vô năm 2 à. Đi may, may, cái may chưa thể dẹp ra được ra nha. Không đi. Come on.
nhỏ nên nó không ngon à? Nhỏ anh ăn thử rồi. Cái này cái mấy bữa em bán vậy. Cái này hải hải đậu. Thấy tú không có làm giang á. À, làm giang rồi lên đây. Ngày qua thấy thì đồ ngon đó. Dạ. Thôi mà giờ, cuối cùng cái nào cũng đúng nhau à. Được ký chưa? Được ký chưa? Chưa ký nữa. Cuối cùng là đại nào cũng vào lắm. Đại lại. Đây mày mày mày. Đại rồi, đừng kỳ rồi.
thôi.